phút hồi tâm, nhận định ý Chúa trong cuộc sống hàng ngày. Thánh Ignacio tin rằng Ngài đã nhận được món quà phút hồi tâm từ Chúa. Món quà này không chỉ dành riêng cho Ngài, làm cho đời sống Kitô hữu của Ngài nên phong phú, nhưng còn dành cho những người khác nữa. Món quà đó chính là cách tìm thấy Chúa trong mọi sự, và là cách giúp ta có được sự tự do nội tâm để thực thi thánh ý Chúa trong cuộc sống trần thế này. Cách cầu nguyện này giúp thánh Ignacio nhận ra được tiếng Chúa nơi chính lòng mình và làm Ngài lớn lên trong việc tìm kiếm thánh ý Thiên Chúa. Nhờ đều đặn thực hành một hoặc hai lần mỗi ngày các bước sau của phút hồi tâm, bạn cũng sẽ trở nên nhạy cảm với việc phân biệt thần lành với thần dữ, và học được cách nhận ra thánh ý Chúa trong cuộc sống của mình. Vậy, chúng ta hãy cùng cầu nguyện với phút hồi tâm. Để bắt đầu, bạn hãy đặt mình trước sự hiện diện của Chúa và nài xin Người ở với bạn trong suốt giờ cầu nguyện này. Bước thứ nhất, hãy nhớ mình đang hiện diện trước mặt Chúa. Trong Ngài, chúng ta